Cách bỏ bàn thờ thần tài đúng cách khi không thờ nữa. Thờ cúng thần tài là việc cần thiết đối với người làm ăn kinh doanh, bởi thần tài luôn đại diện cho may mắn, tài lộc, chủ về tiền bạc. Thờ cúng vị thần này giúp công việc làm ăn trở nên suôn sẻ và hanh thông hơn. Nếu một hôm gia chủ không thờ thần tài nữa thì bát hương và bàn thờ xử lý ra sao? Dưới đây là cách bỏ bàn thờ thần tài đúng cách, tránh rước họa vào thân. Thờ thần tài có ý nghĩa gì? Thờ cúng thần tài vốn là phong tục truyền thống, gắn liền với cuộc sống của người Việt. Phong tục này được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đặc biệt với những người kinh doanh buôn bán, thờ thần tài giúp công việc làm ăn trở nên suôn sẻ và hanh thông hơn. Thần tài là vị thần may mắn, chủ về tiền bạc. Thờ cúng thần tài giúp tiền của vật chất trở nên đong đầy và rủng rỉnh đầy túi. Gia đạo bình an, cuộc sống êm ấm và hạnh phúc viên mãn. Bên cạnh đó, thờ thần tài giúp tâm hồn của gia chủ thêm thanh tịnh và bình yên trong cuộc sống. Người nhiều vẫn bảo rằng có thờ có thiên, có kiên có lành. Chính vì vậy, phần lớn người kinh doanh buôn bán đều thờ cúng thần tài. Để kích thích vận khí từ thần tài, gia chủ nên dâng lễ vật và thắp hương hàng ngày. Tốt nhất là thắp hương vào mỗi buổi sáng khi bắt đầu kinh doanh. Lễ vật dâng thần tài được nhiều người lựa chọn đến vào trái cây hoặc cà phê. Lễ vật dâng thần tài không đòi hỏi cầu kỳ, quan trọng là lòng thành mà gia chủ dâng lên. Cách bỏ bàn thờ thần tài đúng cách. Trong tâm linh, việc thờ cúng rất quan trọng và ý nghĩa. Đem lại nhiều may mắn, vận khí tốt lành cho gia chủ. Tuy nhiên bỗng một hôm, với lý do nào đó mà gia chủ không thờ thần tài nữa, thì bát hương và bàn thờ thần tài sẽ xử lý ra sao? Dưới đây là 5 bước hóa giải khi bỏ bàn thờ thần tài, mời bạn xem qua. Chọn ngày bỏ bàn thờ. Trước khi bàn thần tài, gia chủ xem ngày tốt để thỉnh vị thần này về để phù hộ công việc làm ăn cho gia chủ. Nguyện ước chuyện làm ăn ngày càng suôn sẻ và hanh thông. Do đó khi không thờ cúng thần tài nữa, gia chủ cũng nên chọn ngày tốt để hóa bỏ bàn thờ. Thông thường mọi người sẽ chọn ngày mùng 1 hoặc ngày rằm trong tháng để hóa bỏ bàn thờ thần tài. Việc chọn ngày hóa bỏ bàn thờ thần tài giúp gia chủ tránh phạm vào các đại kỵ trong phong thủy tâm linh, giúp gia chủ thêm may mắn và bình an trong cuộc sống. Chuẩn bị lễ vật hóa bỏ bàn thờ thần tài. Việc chuẩn bị mâm lễ vật cúng hóa bỏ bàn thờ thần tài rất quan trọng. Dưới đây là lễ vật gia chủ cần chuẩn bị. Hoa tươi, có thể chọn hoa cúc hoặc hoa huệ trắng. 3 đĩa nhỏ chứa gạo, muối, rượu trắng. Đĩa trái cây tươi tùy loại. Trầu, cau, nước, rượu, mỗi thứ 1 ly. Hương, nến, giấy tiền vàng mã. Tùy theo mỗi gia đình mà mâm lễ vật cúng hóa bỏ bàn thờ thần tài khác nhau, quan trọng là lòng thành mà gia chủ dâng lên vị thần. Bài văn khấn hóa giải bàn thờ thần tài. Nam Mô A Di Đà Phật, đọc 3 lần. Con lạy chính phương trời, 10 phương Phật. Hôm nay là ngày, tháng, năm. Tính chủ con là. Họ tên đầy đủ, sinh năm. Tính chủ con xin kính cáo, chư vị thổ địa mạch long thần, tài thần cho phép con sửa soạn lễ vật, dục kê quý tửu, phù lưu thanh trước, kim ngân hương đăng, hoa, quả, tiền đinh cùng thứ phẩm chi nghi xin làm lễ hóa ban thờ thần tài cũ về miền sông nước Vĩnh Hằng. Con là người trần, việc thư gửi có bề chưa được thấu tỏ, con có tờ giấy cánh sớ xin kính cẩn tấu bày. Kính xin chư vị tôn thần cho con được thành tâm kính lễ. Nam Mô A Di Đà Phật, đọc 3 lần. Thiên Di Bản Gia Linh vị thần đài lễ, chắp tay vái lạy 3 lạy. Phục Dĩ, chắp tay vái lạy 1 lạy. Phúc Lộc Thọ Khang Ninh, nãi nhân tâm chi kỳ nguyện, Thiên Di Bản Gia Linh vị thần đài lễ đắc hanh thông phát đạt, tai ương hạng ách bằng. Thánh lực dĩ giải trừ. Nhất nhiệm chí thành, thập phương cảm cách. Viên hữu, chắp tay vái lạy 1 lạy. Thượng Phụng, chắp tay vái lạy 3 lạy. Thiên Thánh Hiến Cống, hạ thiên tiến lễ bái thánh thần Thiên Di hóa bản thần tài ban thờ đắc bình an thông thuận, gia đình đắc phát đạt hưng vượng, chắp tay vái lạy 1 lạy. Kim thần tính chủ, tuổi. Năm sinh hoặc năm tuổi, ngũ thập tứ tuế.
chủ lễ, tiến lễ bái thánh thần thiên di thổ địa long mạch tài thần. Đầu thành ngũ thể, tịnh tính nhất tâm, cụ hữu sớ văn chí tâm. Thượng phụng, cung duy, chắp tay lễ ba lễ. Đường xứ thành hoàng, hành khiển thổ địa, phúc đức chính thần vị tiền. Ngũ phương long mạch, tiền hậu địa chủ, tiếp dẫn tài thần vị tiền. Tôn thần động thừa, chiếu giám phục nguyện. Cách hóa bỏ bàn thờ thần tài. Cứ đến ngày mùng 1 hoặc ngày rằm trong tháng, bạn dọn mâm lễ vật trước bàn thờ thần tài. Sau đó thắp hương và đọc sớ cúng hóa bỏ bàn thờ. Kính mong các vị thần về thụ lễ và mời các vị thần chọn nơi ở mới và nhận thực hiện nhiệm vụ mới. Cuối cùng đợi hương tàn thì gia chủ đốt giấy tiền vàng mã, rải bỏ gạo, muối và rượu trắng. Riêng những đồ lễ vật cúng thì thả trôi sông. Bát hương, bình hoa, tượng thần tài thì chọn gốc đa hoặc miếu đình để gửi vào đó. Đặc biệt bàn thờ thần tài thì gia chủ hãy đốt cháy, khi hóa thành tro thì rải xuống sông.